Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của Miền Tây Life. Thì như các bạn biết là chỉ còn có vài ngày nữa chúng ta sẽ đến Tết rồi. Và hiện tại thì cái nhu cầu mà gọi là về hoa lá để mua những cái chậu hoa hay là những cây hoa trồng xung quanh nhà và trưng để trên bàn ở trong nhà thì rất là nhiều. Và hoa giả là một trong số những cái lựa chọn mà được cũng khá khá người chọn nó. Thì ở cái thời điểm hiện tại thì chất lượng của hoa thật với hoa giả thì nó cũng không có chênh nhau nhiều, mà thậm chí đối với những cái loại mà hoa giả mà chất lượng cao á thì nó còn đẹp hơn cả là hoa thật nữa. Ở đây mình sẽ có so sánh một cái hoa mai thật nè và một cái hoa mai giả. Đây. Đương nhiên nói đến đây thì các bạn sẽ nói là thì tôi để trưng hoa thật là vẫn tốt hơn so với hoa giả chứ, dù hoa giả rất là đẹp. Ok, đúng như vậy. Thì nhưng mà đối với một số người, một số đối tượng thì hoa giả lại là một cái sự lựa chọn khá là hữu ích hơn, vì một số người họ có thể là họ bận và diện tích nhà họ nhỏ, đó là họ bận việc, nhiều khi họ không có chăm sóc được những cái cây hoa thật thì mua về có thể để nó bị chết hoặc là nó không có tốt gì do không có thời gian chăm sóc nó. Thì những cái cây hoa giả thế này là một sự lựa chọn khá là hay. Còn như ở nhà này của mình á thì hoa thật mình vẫn có nha, mình có trồng hoa thật ở phía trước kìa. Cái thằng đó phía trước sẽ ra cho các bạn xem. Đây hoa thật rất là nhiều. Ớt nè. Bắp. Đây là hoa mai thật nè, trồng cũng khá là nhiều cây nhưng mà cây này nó to quá, không có thể nào mà đem vào trong nhà được. Mình nếu chiết những cái cành này, chiết những cành này thì rất là mau héo. Và nếu như để như thế này, như mình nói là nó rất là mau héo, để là cắm mấy cái bông mai thật này mà cắm mà để chiết cái cành thì cắm chỉ được mình nghĩ là 1-2 ngày thôi nha, 3 ngày là cùng, 3 ngày cho nó nhiều luôn á thì hoa nó sẽ héo và nó không có được đẹp, mới ngắt vô nó. Và nếu mà chiết ra thì để mình nghĩ là để trưng thôi, chứ thực sự mà để trên bàn nó nhìn nó cũng không có đẹp đâu. Đây mình có hoa giả nhìn đẹp không, để rất lâu và hơn nữa nó có thể tái sử dụng và giá của nó thì cũng rẻ hơn so với hoa thật khá là nhiều. Và hơn nữa nên kiểu dáng thì các bạn có thể chọn những cái kiểu dáng khá là nhiều kiểu dáng nha, kiểu dáng nó rất là đa dạng và phong phú, rất là nhiều loại. Và hoa nó cũng vậy nè, hoa mai rất là nhiều loại như cái này, các bạn thấy không, nhụy nó làm khá là tương đồng với cái hoa mai thật, các bạn thấy không, nhìn chất lượng nè. Đây là những cái loại thường mà chất lượng nó ấy hoàn thiện cực kỳ tốt và rất là giống với những cái loại mà hoa thật của mình luôn. Và những loại khác thì nó rất nhiều loại, các bạn có thể tùy chọn mẫu rất là nhiều. Đây là ở nhà mình mua thử, mình lắp thử cây nè. Thì các bạn nào có muốn mua thì mình có để link ở phần mô tả luôn, các bạn có thể click vào đó xem tham khảo những cái loại hoa giả này, xem những cái mẫu nào thích các bạn có thể mua. Vì hiện tại thì gần Tết này sale với lại giá ship nó cũng khá là rẻ, nên việc mua online mình nghĩ là cũng khá là tiện. Đó. Mà chợ thì có bán thôi, các bạn thích các bạn có thể có thể ra chợ. Mà chợ thì nó giới hạn về mẫu mã thì nó có khá ít loại hơn là các bạn mua trên mạng. Trên mạng thì nó vô số loại, bạn có thể lựa. Và chốt lại vấn đề đó là nếu bạn không có điều kiện chăm sóc và cũng như không có điều kiện mua những cái cây hoa thật để trưng trong nhà thì hoa giả là một lựa chọn khá là để các bạn cân nhắc về cái việc lựa chọn những cái loại hoa như thế này. Đó. Thì nó rất là nhiều mẫu, các bạn có thể lựa những cái mẫu nào bạn thích, các bạn để trong cái bàn ở trong nhà
Đó, thì nó Tết đến thì vào nhà các bạn hay là các bạn ở ngoài nhìn vào thì rất đẹp đó. Và tuy nhiên thì mình vẫn khuyên các bạn là nếu các bạn có cái diện tích đủ rộng thì các bạn nên trồng những cái mai xung quanh nhà, hoặc là ở trong nhà thì các bạn có thể mua những cái cây mai kiểng nhỏ với giá tầm vài trăm nghìn, nó nhỏ gọn như thế này, thì các bạn để trong nhà thì nhìn nó cũng rất là hay so với hoa giả. Tuy nhiên thì hoa giả cũng vẫn là cái lựa chọn đáng suy ngẫm. Có thể các bạn xen kẽ đó, xen kẽ giữa hoa thật và hoa giả. Ví dụ trong nhà thì hai chậu hoa thật và một chậu hoa giả đó, thì nó cũng khá là hay đó. Ok, thì video đến đây kết thúc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo nhé. Đẹp quá.